30 Tết luôn, em về quê mẹ thì bắt cóc con để lên Sài Gòn luôn. Thì vừa lo vừa sợ, cho đi nhưng mà ở nhà thì ngồi khóc cả mấy tiếng đồng hồ luôn ạ. Chào ạ. Dạ. Rồi, chào cô. Chào cô ạ. Chào Huy. Dạ. Chào rồi, anh. Mời cô ngồi. Dạ, chào anh Quân Linh và chào con Lê Lộc. Dạ, chào cô. Chào quý khán giả. Cô có thể giới thiệu về mình? Em là Thơm. Thơm. Mẹ Thơm. Mẹ Thơm. Mẹ Thơm. Dạ. Mẹ vợ của Huy. Chắc có lẽ là khán giả cũng đã nhận ra Huy rồi. Dạ. Mà em chào anh trai Quân Linh, chào em. Dạ, chào Lê anh Lộc. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang xem tài. Chúc tất cả quý vị có một cái cuộc sống thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Cảm ơn anh ạ. Anh ơi, anh làm rể của mẹ được bao nhiêu năm rồi? Được 2 năm. Ồ, 2 năm mình có em bé chưa nhỉ? Dạ, có rồi. Cái ngày đầu mà cô gặp chàng ca sĩ này đó, thì cô ấn tượng thế nào? Trước đây cô có gặp Huy trên sân khấu nhưng mà cũng không biết là... Đây là con rể tương lai của mình. Chưa biết là con rể tương lai đâu. Cũng không biết, giống như định mệnh với anh ta. Cách đây 10 năm thì em có về Bình Phước, quê của mẹ diễn. Thì ngày đó là mẹ cũng đi với vợ của em bây giờ là Hương, đang ngồi giữa sân khấu. Em lên cầu hát đi, thế là đi thẳng xuống bắt tay với vợ và chào mẹ. Ồ. Dạ. Đó đúng là một cái cơ duyên như vậy luôn. Rồi khi nào mà mẹ mới biết đây là con rể của mình? Sau 10 năm. Sau 10 năm. Sau 10 năm. Dạ. Bình mệnh ha. Dạ. Gặp lại. Vậy thì gặp lại bằng cái cơ duyên nào anh? À, sau 10 năm thì em tìm cái diễn viên mới đó anh trai. Thì có một cô FC ở Bình Phước mới giới thiệu dắt Hương lên. Thì vô tình sau này thì Hương mới kể lại. Cái 10 năm trước là mình coi như vô tình ra mắt bắt tay khán giả thôi. Dạ. Nhưng 10 năm sau ra mắt mẹ vợ đó. Dạ. Nó như thế nào Huy có thể kể lại cho mọi người nghe? Là đúng ngày buổi chiều 30 Tết luôn, em về quê mẹ thì bắt cóc con mẹ lên con luôn. Về mình có lo lắng, có hồi hộp hay gặp mẹ có gì không? Trên đường về thì mình chuẩn bị rất là nhiều cái câu nói, không biết là bố mẹ cô có ứng mình không. Nhưng mà khi về thì tiếp cận với mẹ thì thấy mẹ rất là hiền, cũng rất là chân chất. Như anh trai với em với quý vị đã biết, mẹ thì ít nói thì giọng cũng không nghe rõ, mà mẹ lại bị rung nữa. Mình làm con người bên cạnh mẹ mà rất là thật thà, rất là chân chất, đúng cái bản chất của nông thôn, tâm hồn cây lúa, đúng như quê của mình luôn. Thì em cũng là người Hà Tĩnh luôn. Tiếp cận với mẹ thì mình cảm giác như là mẹ ruột của mình. Về ra mắt mẹ ngày 30 Tết, rồi dẫn con gái mẹ đi luôn. Lúc đó mẹ có phản ứng gì không mẹ? Thì vừa lo, vừa sợ. Nhưng mà không cho con Hương đi thì công việc của Hương lại dở dang này, thì không được. Nhưng mà đi với ai thì mẹ không sợ. Nhưng mà mẹ nghe nói đi với Thúy thì mẹ cũng cho đi luôn. Nhưng mà cho đi nhưng mà ở nhà thì ngồi khóc cả mấy tiếng đồng hồ luôn á. Rồi chết rồi, anh có biết không? Lo, con cũng cảm nhận được. Con cảm ơn mẹ rất là nhiều. Tại vì trong gia đình được 4 người con, 3 trai và 1 út là gái là Hương đó. Dạ. Thì đi xa thì hồi nào chứ chưa đi xa. Nhưng mà giờ nghe nói đi Sài Gòn mà làm ăn thì cũng nghe lo. Người ta nói là con trai mà ca sĩ nữa đào hoa lắm á cô. Nghe nói như vậy nhưng mà cô thấy là hai vợ chồng cũng hạnh phúc, cũng tự hào về con. Đào hoa đâu có sợ, đào mỏ mới sợ. Khi mà anh chị lấy nhau rồi đó cô, rồi anh có làm tốt cái nhiệm vụ là con rể không cô? Công việc của Huy thì cô cũng biết rồi. Yeah. Công việc nhiều á, cô cũng thông cảm. Mỗi lần mà Huy không có lô diện thì Huy có về thăm cha mẹ và anh chị ở trên đó. Nhưng mỗi lần Huy về là khán giả có bu xung quanh nhà rồi. Họ không dám trực tiếp hỏi nhưng mà họ cũng quá lại ngọ vô ngọ ra. Xào đúng ra. Rồi, cô chàng ca sĩ nổi tiếng ha. Nhà tóc tai rồi màu viết này kia. Họ cũng nói là tí trời ơi bà này có rể đẹp, vừa đẹp trai này vừa hát hay này rồi nổi tiếng như vậy đi. Em cũng rất tự hào về đứa con trai Huy, rất là tháo vát. Khi mà chuẩn bị cơm được chưa sống thì Huy còn có hỏi là để con làm cơm cho mẹ ăn này, là khó nấu tùm lum vậy đó. Ồ, anh Huy nó ăn luôn hả? Nấu ăn rất ngon. Cũng có biết. Không có gì mà đáng chê hết. Không gì đáng chê. Không. Có phụ gì trong nhà không?
dọn dẹp nhà cửa thì Huy cũng rất tuyệt vời. À, tuyệt vời. Rồi, đúng rồi. Lúc mà vợ của Huy sinh, cả mẹ vợ cả mẹ chồng ở bệnh viện thì Huy rất là đảm đang về công việc nội trợ giúp hai mẹ con ở bệnh viện. Anh đi diễn ở đâu đó, anh có hay mua những cái món quà gọi là cái vật lưu niệm ở cái vùng đó về cho mẹ chứ? Có một lần Huy diễn ở ngoài Phú Quốc, có mua về cho mẹ một cái túi, mấy cái túi ván dọc cái bờ biển đó, nhìn nó hay nhìn thổ cẩm đó. Dạ. Chắc là mới mua về cho mẹ được một cái túi đó thôi. Nó không đáng bao nhiêu cả, nhưng mà đằng nghe Hương nói là mẹ thích. Có nước hoa nữa đó, có nước hoa nữa. Có nước hoa dạ, nữa. Hôm đi bên Anh về. Mẹ có xài chưa? Có rồi. Nhưng mà mẹ cũng thích nước hoa phải. Mẹ xài hết chưa? Chưa. Chưa. Xài hết được, để dành không nhận xài. Cứ xài hết đi, con trai nó mua được. Xài thì hát nhiều lắm, hát khắp mọi nơi thế giới. Nhiều khi dạ. Nước mua con trai vậy đó. Mỗi lần chuẩn bị ra với hạt, Huy hay hạt trượt cho mẹ nghe đó. À vậy à? Dạ. Tức là mẹ là người tổng duyệt đó hả? Mỗi lần mà em ra bài hát mới thì mình cứ gọi về cho cha mẹ bên nội cũng có. Em hát bằng điện thoại luôn hả Huy? Dạ, hát bằng điện thoại. Dễ thương hả? Mẹ cầm điện thoại mẹ nghe hát bài luôn. Có. Trời ơi. Vừa có khi về nhà thì vừa nấu ăn vừa đưa điện thoại cho mẹ nghe luôn. À. Rồi bây giờ em hát đoạn nào đó, những bài nào mà em cảm giác là mẹ thích được. Mẹ thích bài nào mẹ? Bài nào cũng được hết. Bài nào cũng được, không gì có thể thay thế em đó. Dạ, nhưng mà lại để tặng cho vợ thì nó đúng hơn. Nhưng mà mẹ thích em hát tặng vợ, tức là mẹ thấy em yêu vợ thì mẹ sẽ yêu em nhiều hơn. Vậy thì con xin phép mẹ với tặng cho anh trai với tất cả em thì mọi người kịch một đoạn đây, ca khúc Không Gì Có Thể Thay Thế Em. Và anh thầm ước sống chiếc bóng được bên em đi khắp nơi. Anh ước là ánh trăng để chiều soi lối em về. Anh ước chỉ có thế, miễn sao em được vui với anh. Không gì có thể thay thế em. Dạ viết quá nha. Dạ. Không có vợ ở đây có dạ viết dữ vậy đó. Dạ. Trời ơi, vậy sao giờ không chết được chú ha. Đúng rồi, con rể mình nó yêu thương con gái của mình thì mình vẫn dành những tình yêu thương trọn vẹn như thế. Có bao giờ mình cảm giác mình giận con rể một điều gì đó chưa cô? À không, cái đó thì có giận nó lâu quá nó không về, lâu quá nó không cho lâu. Con gái của mình về thăm mình không? Không về thì cũng có lý do, tại vì đi diễn khắp nơi là mắc con mà nhỏ nữa thì thông cảm chúng con, không có gì, vợ chồng hạnh phúc là được rồi. Hai vợ chồng lại sống xa bố mẹ, mỗi lần mà mẹ lên là thấy rất là vui, rất là hạnh phúc. Anh nghĩ là cần nên kết nối nhiều hơn nữa. Mình nhận show ở gần quê mẹ vợ nhiều hơn. Dạ. Để mình có thể ra đó ăn cơm với mẹ vợ, nấu cơm cho mẹ vợ. Hay là mình tối mình tâm sự, mẹ ơi mẹ thích cái gì, mẹ dạ. cần gì hay là mẹ mong muốn gì. Có giờ Huy dẫn mẹ vợ đi siêu thị chưa? Đi shopping chưa? Dạ, chưa. Thấy không? Đúng ra là Huy cũng cần có một vài lần như thế. Dạ. Có bao giờ Huy tổ chức sinh nhật cho mẹ vợ chưa? Dạ chưa đó. Có, thấy chưa? Cái điều này là một trong những điều thiếu sót. Dạ. Không, nhiều khi anh chưa có biết ngày sinh nhật của mẹ vợ đúng không? À, anh biết ngày sinh nhật mẹ vợ không? Rồi vợ xong luôn. Cái điều này cũng không có thể trách Huy. Dạ. Nhưng mà trách ai kia nhiều hơn. Là con gái của cô, đúng ra người vợ đó cũng nên nói với chồng là cái ngày sinh nhật mẹ của em là như vậy. Nói gì nói, mẹ nó ơi thôi khỏi đi con, không có cần đâu. Nhưng trong trái tim tận sâu thẳm của mẹ vợ đó, dạ. cũng mong muốn rằng giá như con rể người nổi tiếng nó tổ chức sinh nhật cho mình lần, hay là giá như nó có thể đưa mình đi shopping một lần nào đó. Cái điều này là cần phải dạ. làm dạ. nha. Mặc dù anh cũng chưa làm. Nhưng mà sau khi anh nói rồi dạ. thì chắc chắn anh sẽ làm một lần nào đó. Nói thì nói chứ anh cũng có đi chung với bà cũng nhiều lần, nhưng mà tổ chức sinh nhật thì chưa. Dạ. Những người đàn ông bao giờ họ cũng khô khan và thậm chí họ ngại chứ không phải họ không dám. Vấn đề còn lại là người phụ nữ ở, dạ. ở giữa. Ở giữa đó. Anh tổ chức sinh nhật cho mẹ đi thế này thì mình sẽ làm thôi. Dạ. Không? Là tại vì mẹ không nói ngày tháng cho con biết thôi. Tách con làm gì? Cái điều đó cảm ơn anh trai rất là nhiều, cảm ơn em. Khi mà anh nói thì em mới giác ngộ ra là tụi con cũng xin lỗi mẹ. Chắc chắn là lần sau con với vợ con nghe được cái điều này rồi thì tụi con sẽ bù đắp lại cho mẹ. Con ngồi đây mà con tức giùm cô á. Nhớ cái ngày 30 dắt con gái mình đi mà không nhớ sinh nhật của mẹ. Tức con.
Nhưng mà vẫn cười. Bao giờ người phụ nữ cũng những người mẹ bao giờ cũng chịu đựng, thậm chí hy sinh không chỉ cho con ruột của mình mà cho con rể hoặc con dâu của mình nữa. Mong rằng gia đình hạnh phúc là mình vui rồi. Sao cô? Mắc cỡ thì vẫn còn ngại. Huy phải dẫn mẹ vợ đi nhiều hơn nữa. Dạ, chiều nay có mấy anh mời đi ra nhà hàng mà mẹ mở cửa ra ngoài là không dám ăn. Mẹ vợ ít có tiếp xúc với quần chúng á. Dạ, vâng ạ. Thành ra là hơi ngại ngùng chút xíu. Dạ. Cô là có duyên lắm đấy. Dạ. Người nụ cười rất là có duyên luôn. Duyên lắm anh cha. Bữa nào anh giới thiệu đi thi hoa hậu quý bà nha. Dạ. Gương mặt rất là xinh luôn á. Dạ. À, có vợ em gửi thư đây, Linh sẽ đọc xem con cô nói gì nha. Mẹ ơi, vậy là con của mẹ đã xa ba mẹ được gần 2 năm rồi. Từ ngày đi làm dâu cho đến bây giờ, và hôm nay con cũng đã làm mẹ, con mới hiểu tình cảm của ba mẹ dành cho con. Có một điều bấy lâu tưởng chừng rất dễ nói, nhưng đến bây giờ con vẫn chưa nói được với ba mẹ. Đó là con cảm ơn ba mẹ và yêu ba mẹ rất rất nhiều. Chồng ơi, tình cảm vợ dành riêng cho chồng thì chắc không thể dùng hết được bằng lời. Vợ chỉ biết nói rằng con đường chồng chọn cũng là con đường vợ đã định sẵn trong cuộc đời này. Chúc chồng luôn đạt được tâm niệm một đời sống để hát. Vợ của chồng. Đó. Anh cảm thấy như thế nào? Cảm thấy rất là vui. Anh có điều gì nhắn nhủ đến vợ của anh không? Biết nói gì với nhau. Khi mà đàn ông đã xác định lấy vợ rồi thì là xác định cái tương lai rồi thì vợ cứ yên tâm là chơi thì cũng đã chơi nhiều rồi. Quen cũng đã quen nhiều rồi, nhưng mà kể từ ngày mà đã xác định lấy vợ thì vợ và con và gia đình là trên hết. Là mẹ đã giao hương cho con rồi là mẹ cứ an tâm. Ba mẹ cứ lo ăn uống này. Thì ban ngày mà giờ mà không làm gì cũng không yên. Cứ thích cầm chổi đi cầm cuốc ra ngoài vườn cuốc vậy đó. Đó thì mong cho ba mẹ khỏe là tụi con vui rồi. Đó là động lực cho tụi con làm việc. Mẹ chúc hai con được hạnh phúc. Vì cháu ngoan là mẹ hạnh phúc lắm rồi. Cảm ơn con. Còn gì? Hiền quá mẹ, em hiền quá. Dạ. Cảm ơn rất là nhiều nha. Rồi vẫn còn mắc cỡ nữa. Em phải Huy á, Huy phải dạ đùa với mẹ nhiều hơn. Dạ. Mình nghệ sĩ mình thoải mái hơn, mình dạ phải chủ động nhiều hơn. Chúc cô mạnh khỏe ha. Dạ, rồi. Cô ơi, có anh có bao giờ mà ôm cô chưa? Chưa, bây giờ còn đấy. Đấy, lâu lâu cái mình hay ôm mẹ vợ, mình chọc mẹ vợ dạ gì đó. Nhớ kỳ này tổ chức sinh nhật nha. Vâng, em về đây. Chúc cả nhà chúng ta mãi mãi hạnh phúc. Dạ. Cảm ơn anh công trong cuộc sống. Xin cảm ơn cô và anh đã đến tham gia chương trình ạ. Dạ, cảm ơn chương trình và cảm ơn con và cảm ơn cha. Dạ, cảm ơn anh cha nhiều. Dạ, rồi. Cảm ơn anh ạ. Dễ thương quá à. Nhìn cái đôi mắt hạnh phúc của người mẹ vợ, chú cảm giác rằng đúng là một gia đình rất là hạnh phúc. Mà hồi nãy anh có nói một câu mà con rất là thích và cũng rất là vui là anh giác ngộ được. Hy vọng rằng sau chương trình ngày hôm nay là gia đình anh sẽ kháng khích nhiều hơn nữa chú ha. Dùng cái từ giác ngộ thì thôi cũng hơi nó cũng chưa đến mức phải giác ngộ. Nhận ra điều mà dạ đó mình chưa làm thì nó cũng sẽ hay hơn ha. Dạ. Thôi, nhưng mà sao thì chú cũng sẽ giác ngộ một phần nào đó. Đó là câu chuyện đầu tiên mà chúng tôi kể cho quý vị nghe. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với câu chuyện thứ hai. Thì làm dâu á thì cũng hơi cáu gắt, sau này có con rồi á nó khó chịu hơn. Mẹ chồng á thì nhiều lúc á mình cũng hơi buồn chút. Khi mà về nhà chồng rồi á thì em bị trầm cảm nhiều. Khi mà bế con trên tay á là chỉ muốn là quăng con xuống thôi, tại nó khóc quá. Xin mời. Chào Kim Linh. Dạ, chào cô. Chào mẹ chồng, chào nàng dâu. Dạ, dạ. À, xin mời cô giới thiệu về mình. Chào MC Quyền Linh. Dạ. Chào Lê Lộc. Dạ, kính chào cô. Chào quý vị khán giả. Tôi là Văn Thị Duyên, nay 63 tuổi, ở quận Tân Bình. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Mình là Kim Huệ, năm nay 38 tuổi. Dạ, chị làm dâu của mẹ được bao nhiêu năm rồi nhỉ? Tính tới thời điểm này là 12 năm. À, 12 năm. Dạ. Cái ấn tượng đầu tiên mà cô gặp con dâu này thì
như thế nào? Hồi thằng trai á, cái đến bữa đó thì ảnh dẫn về thì mình thấy cũng xinh gái, nhưng mà nói về hiền á, chắc việc biết có hiền hay không đó. Để từ từ đó, thì từ từ nào? Ở rồi mới biết. Nhưng mà ở rồi thì hơi dữ. Nói ra là vậy, cá tính rồi khi cá tính phải dữ. Không biết chị thì sao nhờ, cái lần đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng tương lai á, chị có ấn tượng điều gì không? Mình cũng hồi hộp lắm, cũng run nữa. Nhưng mà khi gặp má rồi á, thì ấn tượng đầu tiên là khuôn mặt của má rất là nhân hậu, cũng vui vẻ, người nói chuyện sợi lợi. Sau đó về làm dâu, cô thấy rằng cô dâu này á, là có làm đúng với những gì mình suy nghĩ về một nàng dâu không? Nói ra là từ làm dâu á, thì về là có bầu liền. Có bầu thì nói ra là ốm nghén thì cũng hơi cáu gắt. Sau này có con rồi á, thật khó chịu hơn. Đó. Mà chồng á thì nhiều lúc á mình cũng hơi buồn chút. Như chăm con, cho bú sữa ngoài không. Thì nhiều lúc mình cho bú mà nó hơi ấy một chút á là dâu nó cũng không vừa lòng. Là kiểu là nó chăm theo ý dâu không à. Không theo ý mẹ chồng. Không theo ý mẹ chồng. Mà mẹ chồng mà hỡi mà cho ăn mà nghe đóng cửa lại, mà hỡi mà nghe cái gì mà khóc khóc là đến cửa dồn thôi, lắng lỗ tai nghe. Nhiều lúc nó ăn, bắt ăn nhiều quá mà nó ăn không hết. Cái là bắt ăn, ăn chừng nào ăn cho hết thôi. Mình nói chứ, ôi nó ăn được nhiều cũng ăn chứ mà ép quá. Mình cũng sợ cái bao tử nó ấy. Nhưng mà không. Nhưng mà những lúc đó thì cô có góp ý thẳng với chị không cô? Đầu dòng nôi, nuôi thì theo ý. Nhưng mà lâu lâu cũng phải nhắc nhẹ nhẹ. Cũng có nói dạ. Nhưng mà nói vậy thôi chứ mà này cương quyết lắm. Nhưng mà cô thấy dâu mình nó chăm sóc con tốt không? Nói ra là tốt. Nó chăm sóc khỏe là, mạnh tốt. Là tốt rồi. Tốt nhưng mà tốt nhiều cái mình thấy ăn nhiều quá mình cũng sợ chứ. Nhưng mà chị ơi, ở nhà hai mẹ con mình có hay trò chuyện hay là tâm sự với nhau không? Hồi mới về làm dâu á, dạ. Thì hai mẹ con cũng hay ngồi nói chuyện đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà sau đó rồi thì do ở thời gian ở lâu rồi phát sinh những cái mâu thuẫn. Rồi giữa miền Bắc và miền Nam hai không có hòa hợp được. Tự nhiên thành ra là chị thu mình lại. Nhưng mà em cũng đâu có sợ đâu, em cá tính em coi như bà và chồng không dám nói gì luôn mà. Đâu có ngại gì đâu. Không, cái đó thì em không biết, hôm nay lên chương trình em mới biết. Mới biết đúng không? Dạ. Nhưng mà em là em quyết liệt phải chăm sóc con theo ý của mình. Thật ra thì em thì một tay em chăm ba bé từ lúc nhỏ luôn. Giai đoạn đầu thì hơi vất vả, với lại cũng hơi em hơi gò ép các bé theo khuôn khổ. Thì nhưng mà bây giờ các bé lớn rồi là đa số các bé tự lập được. Như đó lúc em mà em phản ứng như cái gì mà mẹ chồng em nói, em có sợ mẹ chồng buồn không? Cũng có, thì thực ra thì cũng có một hai lần. Nhưng mà sau đó thì thời gian thì nó cũng nguôi ngoai đi. Nói chứ em cũng giỏi đó, chăm sóc ba đứa con liên tục. Dạ. Mà cũng hơi bị giỏi đó. Là một mình em thôi. Dạ đúng rồi. Có nghĩa là em lấy chồng sau đó là em ở nhà 10 năm chỉ làm thiên chức làm mẹ thôi, hy sinh hết. Khi mà con em thì lớn rồi thì em mới đi. Ngoài cái việc làm dâu của mẹ em rồi còn có chị em dâu, có ai khác nữa không? Có, em sống trong một gia đình tứ đại đồng đường. Có nghĩa là còn bà cố chồng vẫn còn hiện tại là hơn 90 tuổi. Có chị chồng, cũng có em chồng. Thời gian đầu mới về làm dâu thì cũng có cô chồng. Giữa hai cái ranh giới nó khác nhau. Để ở nhà mình thì mình được cưng chiều á. Khi mà về nhà chồng rồi á thì sẽ có nhiều người để ý. Đi đứng nằm ngồi ăn uống thì mình cũng không được thoải mái lắm. Thời gian đó là em bị stress và em bị trầm cảm nhiều. Tại vì cái giai đoạn đầu á thì khi mà em sanh bé đầu á, mà em đứng trên cầu thang mà em chỉ muốn là em nhảy xuống. Trời ơi. Rồi khi mà bế con trên tay á là chỉ muốn là quăng con xuống thôi. Tại vì nó khóc quá. Thường á là phải ẵm nó nguyên một đêm luôn anh. Có nghĩa là bỏ xuống là nó khóc. Là có nghĩa là mình cho con bú sữa là mình ngồi với nó suốt đến sáng hôm sau. Lúc đó là con ngủ là em mới được ngủ. Sao em không chia sẻ với mẹ chồng? Thực ra thì cũng do em cầu toàn á. Cái đó là, cũng là do em tính thôi. Em dạ. Do em dạ. Đúng là em phải chia sẻ những cái đó với mẹ chồng. Chắc chắn mẹ chồng sẽ chia sẻ với em thôi. Dạ. Đúng không cô? Đúng, nói ra là khó quá. Khó quá đi. Chứ sau này hai đứa, ba đứa rồi thì bà nội. Để bà nội với ẩm vô lúc cả đêm là cứ cập cho sữa bú miếng. Những cái lúc mà cô ra con gái mình bị trầm cảm, mẹ chồng có biết không? Nó thu mình nó quá rồi mình cũng ngán, mình đâu em nói. Nhưng mà vậy thì thời gian dành hết cho con, rồi có thời gian nào chị dành cho mẹ không? Không.
Tại vì một mình chị xoay sở ba bé, coi như là có những ngày là chị mở mắt ra là lo cơm nước rồi ăn uống học hành suốt. Thật sự cái đó là cái khổ của người phụ nữ. Dạ. Em bỏ cả một cái thanh xuân của em. Đúng rồi. Không có làm bất cứ việc gì hết. Dạ. Không có giao tiếp với ai hết. Dạ. Để bước vào sinh con rồi chăm con, và cảm giác như mình sống trong một cái thế giới nằm gần như có một mình thôi. Dạ đúng rồi. Thì không có thời gian để tâm sự và chia sẻ, quan tâm với bất kỳ ai cả. Dạ. Chính vì đó mà anh nghĩ rằng phụ nữ phải giải phóng chính bản thân của mình, phải tìm lối thoát ngay chính trong suy nghĩ của mình. Dạ. Mà hãy mở lòng mình ra với mọi người nhiều hơn nữa. Dạ. Mình cứ nghĩ là ủa sao không ai quan tâm tôi, tại vì mình không chia sẻ lấy gì ai quan tâm. Dạ. Nhưng mà có những điều gì đó mà trước giờ mà cô chưa hài lòng chị mà cô thật sự là không dám nói không cô? Có nhiều chứ. Nhiều lúc á là mình nói về kinh tế thì nội cũng lo, thiếu cái gì thì nội cũng bù đắp, rất là thương dâu. Dạ. Tại vì tôi một trai, con trai tôi thì nói ra hồi lúc đầu á thì cũng hơi chơi, nhưng mà bây giờ thì lo làm ăn, nói ra là bù đắp hết cho ba đứa cháu nội là nhiều. May đó. Có bù đắp kinh tế đó mà đỡ hơn. Nếu một bà mẹ mà không có sự bù đắp kinh tế đó từ mẹ chồng hoặc là chồng á thì lại càng một bức tranh ảm đạm hơn nữa. Hồi nãy mà anh nghe em nói mà em ẵm con mà muốn làm điều đó là thấy cảm giác là nó lo. Dạ. Sợ rồi đó. Dạ. Cũng có nhất nhiều lúc cũng chia sẻ với lại con dâu, có nhưng mà có chút đỉnh là những lúc mà con dâu nó hơi vui một chút, cho nên mình cũng phải dằn nén lại, rồi mình cũng phải có chút áp lực không cô? Thật sự áp lực. Không lẽ mình nói câu nào mốt con có bò chồng con đừng đẻ nhiều như vậy nha. Những người mà có gia đình đẻ nhiều đó, người phụ nữ là người khổ nhất, nó khổ. Đúng. Về tinh thần. Dạ. Đấy, mình cứ nghĩ ủa sao ai cũng được đi ra ngoài đời, ai cũng được vui chơi, ai cũng được nhảy múa, ai cũng được đi thăm bạn bè, mà tôi cứ lủi thủi tôi nuôi mấy đứa này hoài vậy. Dạ. Còn bỏ đi thì không được. Anh nghĩ rằng cái sự hy sinh nó rất là cao cả. Sau này con của em á đọc lại những cái dòng trạng thái những cái đó thì chắc chắn con em sẽ thương mẹ nhiều lắm. Dạ. Anh nghĩ rằng chồng em cũng sẽ hiểu điều đó. Còn bà mẹ chồng đúng là cũng thương con dâu rất là nhiều. Tôi nghĩ rằng ở đây nếu như mà chồng em á kết nối giữa em với mẹ chồng á thì có sự chia sẻ nhiều hơn. Cô lúc đó là cô vẫn làm dâu của bên cũng làm dâu bà nội ở nhà bà đó. Nội đó. Nay 97 tuổi rồi đó. Giờ vẫn còn khỏe. Đấy thì ra cô hiểu được cái phần làm dâu thế nào đúng không cô? Đúng. Chứ hồi cùng nói mình làm dâu hồi xưa không dám không? Không dám. Mẹ chồng nói sao nghe đó. Mà chồng mình thì lại gia trưởng, có hiếu với mẹ lắm. Cho nên là mình thì cái gì mình cũng an phận hết. Từ hồi xưa đến giờ chăm bốn đứa con. Chứ hồi ra nói ra là có chồng 20 tuổi làm kế toán, đang làm ngon lành cho anh cưới, cho anh bắt về, anh không cho đi làm nữa. Chú Linh biết về làm gì không? Cuốc ruộng. Qua câu chuyện Linh nghĩ rằng nhiều người cũng sẽ nhận ra. Dạ. Đừng để áp lực vào người mình quá. Dạ. Dạ. Hôm nay chồng em có gửi một bức thư, anh cũng là người đọc thư thôi. Mới đọc được chữ. Xin chào chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Chào MC Quyền Linh. Chào chú á. Chào Lê Lộc. Dạ. Tôi tên là Anh Tuấn, là con trai của mẹ, là chồng của Huệ. Tôi xin mượn lời bài thơ này để gửi gắm đến mẹ và vợ. Hy vọng khi tham gia chương trình, mẹ và vợ sẽ hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Ngày hôm nay anh vô tình đọc được câu chuyện xưa cô gái hỏi một lời. Giữa mẹ và em, nếu phải chọn một người, vậy anh sẽ vì ai mà rơi lệ? Em biết không, dù cho anh mạnh mẽ, trước cuộc đời sóng gió chẳng chùng chân, sẽ vì em mà cố gắng bội phần, nhưng anh lại thương mẹ hơn em ạ. Lời thật tâm, anh không hề dối trá, bởi anh yêu tha thiết cả hai người. Mẹ và em đều quan trọng trên đời, nên không thể đem ra mà so sánh. Anh nói thật, chưa từng trốn tránh, bởi cả đời anh chỉ một mẹ thôi. Cũng như em, anh chỉ yêu một người, nên em nhé, đừng bắt anh phải chọn. Bởi trên đời chỉ có một mẹ thôi, anh yêu vợ xin đừng làm mẹ khóc. Vợ yêu anh không nên để mẹ buồn. Em hãy cùng chăm sóc mẹ với anh, khi cho đi sẽ nhận lại chân thành. Một mái ấm rộn tiếng cười em ạ. Vợ ơi, hãy mở lòng ra đi, vun đắp một mái ấm luôn rộn rã tiếng cười. Em yêu nhé. Chân thành cảm ơn chương trình
Con chúc mẹ khỏe, yêu mẹ. Một lá thư cũng dí dỏm, xong lá thư vừa rồi thì em cảm giác như thế nào? Em cũng hơi bất ngờ. Thì ông xã em thì bình thường thì cũng ít nói và cũng ít khi nào thể hiện như vậy lắm. Thì không hiểu sao hôm nay lên chương trình thì anh lại kiếm được cái bài thơ mà là cũng đúng ngay cái lúc tâm trạng. Còn cô? Rất là cảm động. Giữa ba mẹ con ở với nhau mịt trong một gia đình đầm ấm, nhưng mà nó phải là vui vẻ với nhau, thì nó mới là hạnh phúc được. Đó. Nói ra là bây giờ thì dâu mình nó đã đi làm rồi. Thì cháu nội thì bà nội cũng phụ chăm rồi. Bà nội chăm theo ý mình rồi. Nói ra là vậy, theo ý mình. Cháu hư tại bà nhưng mà chưa không có chứa nào hư. Chứa nào hư hết á. Nói thật ra là vậy. Mình thấy bà nội chiều nó phải. Thôi nó chứ anh nghĩ rằng em là một người phụ nữ bản lĩnh, hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình để sinh con, lo cho con. Một người phụ nữ cũng quá bản lĩnh để làm dâu cho đến mẹ chồng 90 mấy tuổi ha. 97 tuổi. Dạ. Rồi một người cũng rất là nhân hậu, cũng yêu thương con dâu. Tóm lại câu chuyện hôm nay kết thúc rất là đẹp. Còn một chút giữa sự kết nối với em với mẹ chồng, nên nói chuyện nhau nhiều hơn nữa. Dạ. Đùa giỡn với nhau nhiều hơn nữa. Dạ. Để cuộc sống này nó đẹp hơn. Dạ. Cảm ơn người mẹ chồng Phúc Hậu rất là nhiều. Cảm ơn con dâu rất là xinh đẹp và cá tính, bản lĩnh. Dạ. Bấm chặt nào. Mẹ chồng nàng dâu nếu có những khoảnh khắc này thì chắc chắn sẽ gần nhau hơn và yêu thương nhau nhiều. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn. Con xin cảm ơn cô và chị đã đến tham gia chương trình ạ. Cảm ơn. Dạ. Chương trình. Cảm ơn. Thôi, mọi thứ đã qua rồi. Bây giờ chỉ còn niềm vui và nụ cười thôi. Dạ. Được rồi. Chúng ta vừa theo dõi hai câu chuyện ngày hôm nay. Hai màu sắc khác nhau, hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Nhưng đọc lại những cái cảm xúc rất là khó quên thưa quý vị. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quý báu theo dõi chương trình. Lê Lộc và Quỳ Linh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.